Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Tiểu sử Phùng Ngọc Huy, bạn trai cũ của diễn viên Mai Phương là ai? Phùng Ngọc Huy là ca sĩ, nhưng khi chuyển sang đóng phim, anh mới gặt hái được một vài thành công. Công chúng biết đến Phùng Ngọc Huy không chỉ với vai trò là nghệ sĩ, mà còn là bạn trai cũ của diễn viên quá cố Mai Phương, đồng thời cũng là cha ruột của con gái cô. Sự nghiệp của anh cũng gặp nhiều thăng trầm. Hiện tại Phùng Ngọc Huy không còn hoạt động tại Việt Nam mà chuyển qua nước ngoài. Phùng Ngọc Huy tên thật là Phùng Ngọc Huy, sinh ngày 8 tháng 2 năm 1985, cung Hoàng Đạo, Bảo Bình, quê quán tại thành phố Hồ Chí Minh, nghề nghiệp diễn viên, ca sĩ. Bài hát nổi bật của anh bao gồm Cổng Mặt Trời, Chạm Vào Quá Khứ, Mùa Láng Giềng Gần. Phùng Ngọc Huy từng có thời gian theo học ngành y, nhưng anh lại bỏ dở giữa chừng và theo đuổi sự nghiệp ca hát. Lúc đầu nam diễn viên đi hát tại đám cưới, sau đó đầu quân vào công ty đoàn trường, nhưng hoạt động tại đây một thời gian mà không thấy khởi sắc, nên anh đã chấm dứt hợp đồng. Đối mặt với con đường tương lai khá mờ mịt, thì lúc này Phùng Ngọc Huy lại có cơ hội được tham gia diễn xuất vài phán củi trong phim Nữ Sinh. Thời gian sau đó anh nhận lời mời đóng phim Cổng Mặt Trời, cũng nhờ bộ phim này đã giúp Phùng Ngọc Huy có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Với ngoại hình điển trai khá giống công tử bột, cùng diễn xuất không quá tệ, cũng vì thế mà Phùng Ngọc Huy đã dễ dàng ghi điểm trong mắt khán giả và nhận được nhiều hợp đồng đóng phim. Dù tham gia diễn xuất, thế nhưng niềm đam mê ca hát vẫn luôn rực cháy trong lòng anh. Năm 2011, Phùng Ngọc Huy cho ra mắt album Chạy Trốn Tình Yêu, nhưng không gặt hái được thành công như anh mong muốn. Sau khi ra mắt album, Phùng Ngọc Huy tiếp tục đi đóng phim. Anh vừa diễn xuất tại mảng phim điện ảnh lẫn phim truyền hình nhiều tập như Chạm Vào Quá Khứ, Mùa Láng Giềng Gần. Thế nhưng so với những vai diễn sau này, khán giả lại nhớ đến Phùng Ngọc Huy trong vai Quốc trong Cổng Mặt Trời hơn. Chính vì vậy đây là cái bóng lớn khiến anh khó lòng bứt phá được. Biết được khuyết điểm này, Phùng Ngọc Huy luôn nỗ lực vươn lên. Anh tìm tòi những vai diễn mới, cố thoát ra khỏi cái bóng cũ. Song anh vẫn loay hoay mãi mà chưa lần nào tạo được bước ngoặt diễn xuất cho mình. Thời gian sau, khi chuyện tình của anh gặp nhiều khó khăn và sự chú ý từ cộng đồng mạng, Phùng Ngọc Huy dần dần ít tham gia vào hoạt động giải trí. Thay vào đó, anh tập trung vào lĩnh vực ca hát, hoạt động ở Mỹ và tham gia các chuyến lưu diễn phục vụ bà con kiều bào. Sự nghiệp không mấy thuận lợi của Phùng Ngọc Huy còn có đường tình duyên không êm đẹp. Khi sự nghiệp dần có được tiếng vang, Phùng Ngọc Huy được phát hiện là hẹn hò cùng với diễn viên Mai Phương. Cả hai cũng xác nhận tin tức này, thậm chí còn thường xuyên xuất hiện bên nhau. Sau 3 năm, ai nấy cũng ngỡ ngàng cả hai rồi sẽ có một cái kết đẹp vì họ quá xứng đôi. Tuy nhiên, kết cục đường ai nấy đi khiến công chúng không khỏi ngạc nhiên. Nhưng điều họ bàng hoàng hơn hết là Mai Phương lúc này đã mang thai con của hai người. Thời điểm ấy, Phùng Ngọc Huy chưa sẵn sàng làm bố, cả hai cũng có nhiều rạn nứt, nên Mai Phương quyết định giữ con và một mình nuôi lớn bé. Dù vậy, cô cũng chưa một lần trách than Phùng Ngọc Huy. Lùm xùm bỏ rơi hai mẹ con Mai Phương một cách tuyệt tình đã làm cho Phùng Ngọc Huy lúc ấy gặp nhiều khó khăn trong sự nghiệp. Sau này khi bé La Vi ra đời, nam diễn viên có dành thời gian về thăm con và cùng bạn gái cũ tổ chức sinh nhật cho con của họ. Năm 2019, Mai Phương mắc bệnh ung thư, Phùng Ngọc Huy đã hết sức bất ngờ. Anh từ bên Mỹ liên lạc với gia đình Mai Phương, cùng với cô thăm hỏi và động viên bạn gái cũ rất nhiều. Anh còn có mong muốn chăm sóc cho bé La Vi. Nhưng ngày 28 tháng 3 năm 2020, diễn viên Mai Phương đã qua đời sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư. Tuy nhiên, với tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện tại, thì Phùng Ngọc Huy rất khó để về nước tham dự đám tang của Mai Phương. Các chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam và ngược lại đều bị hạn chế, dù anh có muốn cũng không thể. Việc này không ai có thể trách được Phùng Ngọc Huy, chỉ mong rằng có một phép màu nào đó để anh có thể xuất hiện trong đám tang của Mai Phương và nhìn mặt cô lần cuối. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.